Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlight Việt Nam. Người dân đã trở lại nhịp sống sau Tết gắn với phòng dịch COVID-19. Tích cực truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 2280 tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ thực hiện cách ly nhưng vẫn đảm bảo sản xuất. Gặp gỡ những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tuổi Sửu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 313 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlight Việt Nam. Kính gửi Sở Ban ngành Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được báo cáo số 107 ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ về ca nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17 tháng 2 năm 2021. Nhưng chưa được Bộ Y tế công bố, sau đây gọi là F0, là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlight Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Để nhanh chóng rà soát, xác minh và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đối với tất cả các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn tỉnh liên quan đến trường hợp trên, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn Backlight Việt Nam khẩn trương rà soát, xác minh F1, F2, F3 đối với trường hợp F0 trên, tổ chức cách ly và quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định, thực hiện ngay việc khử trùng tiêu độc tại tất cả các địa điểm có nguy cơ, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phong tỏa, cách ly, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự trên địa bàn khi cần thiết. 2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên và hệ thống truyền thanh cơ sở tích cực thông tin đề nghị người lao động, người dân có tiếp xúc với F0 hoặc đến công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Backlight Việt Nam vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động, bình tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng vừa có công văn hỏa tốc số 314 về việc triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu. Nội dung xin được tóm tắt như sau. Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy ngày 17 tháng 2 năm 2021, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào Hưng Yên, tiếp tục dừng tiếp nhận người đến từ vùng có dịch. Vùng có dịch gồm toàn bộ tỉnh Hải Dương và các khu vực trên cả nước có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội. Người từ vùng có dịch nếu vẫn cố tình vào Hưng Yên thì bắt buộc phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hoặc cơ sở lưu trú và tự trả phí cách ly. Chủ doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp phải xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới được đi làm. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan nhà nước và người dân khi đến hoặc trở lại Hưng Yên phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính thì mới được đi lại làm việc. Nếu không thì phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày. Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là giấy chứng nhận do cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện cấp trong thời gian 7 ngày trước khi vào tỉnh Hưng Yên hoặc cấp sau khi vào tỉnh. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2021. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đơn vị, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình. 2. Tăng cường quản lý phương tiện vận tải ra vào tỉnh.
Các trường hợp được lưu thông bình thường, xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, xe của các cơ quan ngoại giao, xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định, công nhân trên xe phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, cập nhật khai báo y tế trong vòng 14 ngày, không có nguy cơ nhiễm COVID-19. Xe chở lương thực thực phẩm hàng hóa, nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất kinh doanh, xe đón chở người hoàn thành cách ly, xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền, xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện. Phương tiện vận tải hàng hóa đến Hưng Yên từ vùng có dịch chỉ cho phép mỗi xe có một lái xe được phép vào Hưng Yên khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế. Phương tiện đi qua địa bàn tỉnh sang tỉnh khác phải đi trên các đường quốc lộ và đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. 3. Tổ chức các chốt kiểm soát ra vào các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Người qua lại chốt kiểm soát phải xuất trình đủ chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tương đương kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú, có thể sử dụng bản photo và phải thực hiện khai báo y tế theo mẫu do Sở Y tế cung cấp. Khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng Bluezone để giảm thiểu thời gian qua các chốt. 4. Quản lý chặt chẽ lao động và tổ chức sản xuất sau Tết. Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện công tác kiểm soát người lao động quay trở lại làm việc và việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại đơn vị mình. Tổ chức cho người lao động khai báo y tế và cung cấp cho trạm y tế cấp xã thông tin lịch sử đi lại, tiếp xúc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Hưng Yên. Các doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi hoàn thành và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước triển khai ngay các hoạt động làm việc sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Tuyệt đối không lấy lý do dịch bệnh để chậm trễ công việc. 5. Nâng cao năng lực và mở rộng các cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2. 6. Cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh, huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương thiết lập cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện, tuyến tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 2 năm 2021. 7. Quản lý chặt chẽ di biến động dân cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ di biến động dân cư ở từng thôn, khu phố, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát tất cả người từ ngoài tỉnh đến, đi và trở về Hưng Yên, thực hiện việc khai báo y tế, ghi lịch sử đi lại tiếp xúc. Hội cựu chiến binh tỉnh, các đoàn thể huy động lực lượng tham gia phối hợp trong việc nắm tình hình dân cư tại địa bàn cư trú. 8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn, chủ động chuẩn bị các phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 17 tháng 2, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và người dân đã trở lại nhịp sống thường nhật, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Không khí những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết ở các đơn vị cơ quan doanh nghiệp đã trở lại, trong đó chú trọng công tác phòng dịch thông qua các biện pháp như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Tại các công trình xây dựng, các trang thiết bị, máy móc, nhân lực, vật lực được kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng triển khai thi công, đảm bảo tiến độ công trình. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cửa hàng, quán ăn, dịch vụ không thiết yếu, di tích lịch sử, đền chùa trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện đóng cửa, không đón tiếp khách du lịch. Ý thức phòng dịch được người dân chấp hành khi không tụ tập đông người, ngay ở các khu vui chơi, thể dục thể thao hay công viên, việc đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc. Nhịp sống thường ngày đã trở lại bình thường sau Tết với ý thức và tâm thế sẵn sàng của người dân để ứng phó với dịch bệnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Chiều tối ngày 17 tháng 2, ghi nhận trường hợp bệnh nhân 2.280 mắc COVID-19 có địa chỉ ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đến ăn uống cùng một số bạn bè tại quán Hùng Tàu ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào từ ngày 30 tháng 1. Đến nay, Hưng Yên bước đầu rà soát được 9 trường hợp F1, trong đó thị xã Mỹ Hào rà soát được 4 F1, 8 F2 đều là chủ quán và nhân viên có địa chỉ ở các tỉnh thành khác đã về địa phương nghỉ Tết. Thị xã Mỹ Hào đã thông báo cho cơ quan chức năng các địa phương này. Huyện Ân Thi rà soát được 2 trường hợp F1, trong đó trường hợp F1 ở xã Quảng Lãng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Huyện Văn Giang rà soát được 2 trường hợp F1 tại xã Vĩnh Khúc, thành phố Hưng Yên 1 trường hợp F1. Hiện thị xã Mỹ Hào đã cho phun thuốc khử khuẩn xung quanh quán Hùng Tàu, tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan. Thưa quý vị và các bạn,
Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có tiếp xúc đến F0 ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tại quán Hùng Tàu, địa chỉ phố Nối, thị xã Mỹ Hào vào ngày 30 tháng 1, các địa phương trong huyện Ân Thi cũng đã khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan. Theo kết quả truy vết, có 2 trường hợp F1 là công dân của 2 xã Hạ Lễ và Quảng Lãng tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19. Ngay đêm ngày 17 tháng 2 đến nay, hai địa phương trên đã rà soát được 45 trường hợp là F2 và 61 trường hợp là F3. Ngoài ra, qua rà soát lịch trình di chuyển vào ngày 5 tháng 2 của F0 này, trên địa bàn huyện Ân Thi, tại xã Quang Vinh có 1 F1, 41 F2 và 1 F3. Xã Phụ Ủng có 17 F2 và 41 F3. Các địa phương tiếp tục thông báo đôn đốc người dân có liên quan đến trạm y tế xã để khai báo y tế, đồng thời tổ chức hướng dẫn việc cách ly y tế và phun khử khuẩn tại nhà F1, F2 và các hộ có liên quan. Mặc dù đang thực hiện cách ly nhưng người dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ vẫn đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, xã Yên Phú có 185 trường hợp F1, 946 trường hợp F2 và 410 F3 đang thực hiện cách ly tập trung hoặc tại gia đình theo quy định. Các đối tượng này đều được nhân viên y tế kiểm tra đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Qua theo dõi và thăm khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc diện cách ly này thì đến nay thì tình trạng sức khỏe của những người này là hoàn toàn là bình thường, chưa có những trường hợp nào còn là có những cái biểu hiện ho, sốt. Vừa rồi chúng tôi đã trưng dụng 4 cán bộ y tế của các xã lân cận để sang tăng cường cho trạm y tế xã Yên Phú để đảm bảo cái công tác là theo dõi khám sức khỏe hàng ngày, đặc biệt là người mà có những cái bệnh nền hoặc là bệnh mãn tính, người già hoặc trẻ em. Gần 10 ngày sau khi thực hiện cách ly, hoạt động chăn nuôi sản xuất của người dân xã Yên Phú vẫn được duy trì. Dù vậy, vẫn có những khác biệt so với ngày thường. Những cánh đồng vốn nhộn nhịp tiếng máy, tiếng cười, nay chỉ lác đác vài hộ dân. Cũng không có cảnh tiểu thương ra vào tìm mua nông sản. Những trang trại vốn phải thuê thêm lao động thì nay chỉ có thành viên trong gia đình. Hoạt động sản xuất trong bối cảnh cách ly toàn xã vẫn có những khó khăn, nhưng ai cũng thấy cần thiết và tự ý thức phải thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khẩu hiệu 5K. Việc ra đồng thì không thể là bỏ được, nhưng vẫn thực hiện là khi những công việc cần thiết thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của nhà nước. Nguồn thức ăn chăn nuôi thì trang trại đã mua từ trước Tết khá nhiều và được dự trữ, nhưng mà cũng không thể duy trì được trong 21 ngày cách ly. Nếu mà tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì nguồn thức ăn sẽ cạn kiệt và không biết là chính quyền sắp xếp để có thể mua nguồn thức ăn để tiếp tục sản xuất chăn nuôi như thế nào. Ủy ban nhân dân xã Yên Phú cho biết đã khảo sát các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu, đảm bảo hoạt động sản xuất trong thời gian cách ly. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sau kỳ nghỉ Tết, nông dân huyện Tiên Lữ đã tập trung ra đồng sản xuất vụ xuân, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trong tháng 2 này. Vụ xuân này, huyện Tiên Lữ có 3.500 ha lúa, trong đó 75% diện tích là lúa chất lượng cao gồm các giống Nếp Thơm Hưng Yên, VNR20, Đài Thơm 8 và Hà Phát 3. Còn lại là các giống lúa lai, cao sản. Bên cạnh đó, huyện Tiên Lữ cũng đảm bảo cơ cấu trả xuân muộn. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.000 ha, trong đó gieo thẳng 250 ha, cấy 750 ha. Để đảm bảo tiến độ gieo cấy, đến nay địa phương cũng đã lấy nước xong làm đất đợt 1 được 3.100 ha, đợt 2 là 1.500 ha và hoàn thành diệt chuột đợt 1. Do áp dụng tốt khoa học kỹ thuật cộng với thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ ra nụ hoa của cây vải năm nay tại huyện Phù Cừ đạt gần 100%, cao hơn năm ngoái 30%. Trong đó 100% các diện tích vải trứng Hưng Yên thời kỳ thu hoạch đều trổ hoa. Các diện tích vải lai chín sớm Phù Cừ tỷ lệ ra hoa đạt 99%. Nguyên nhân do thời tiết vụ đông xuân có nhiều ngày rét đậm rét hại, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cao thuận lợi cho việc phân hóa mầm hoa. Ngoài ra, nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế và xử lý lộc đông nên tỷ lệ vải ra hoa cao. Để cây vải thời kỳ nở hoa cái không bị nấm bệnh và tăng khả năng đậu quả, người dân đang khẩn trương phun thuốc trừ nấm tương mai, sâu ăn lá và dẹp, bón tốc hoa và tưới nước để đảm bảo độ ẩm cho cây sinh trưởng. Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhân dịp đầu năm mới Tân Sửu, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ những nông dân giỏi tuổi Sửu để cùng vui với những thành công
và lắng nghe họ chia sẻ những kinh nghiệm vừa lên làm giàu. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 10 năm qua, anh Trần Bá Cấn, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, trải qua nhiều công việc khác nhau, từng thất bại trong việc trồng nấm, trồng rau sạch. Đến năm 2017, anh Cấn thuê 3 mẫu đất tại xã Hiệp Cường để trồng các loại hoa, cây cảnh và mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp. Mới vào nghề, không tránh khỏi được những khó khăn. Làm hết đợt này, đợt khác nó vẫn hỏng. Nhưng mà quyết tâm của tôi thì tôi sẽ không bao giờ tự bỏ cuộc. Được như ngày hôm nay là cũng là do sự cố gắng hết mình. Cái giống hoa chủ lực để đem lại nguồn thu cho gia đình là cái cúc mâm xôi này, cái cúc cành này, cúc cắt cành này. Thứ hai là hoa hướng dương, dâu tây cảnh này, đu đủ cảnh này, rồi là bưởi cảnh, quất cảnh. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Cấn cung cấp ra thị trường 10.000 bịch cây, hoa cảnh các loại từ kinh doanh vật tư nông nghiệp và hoa cây cảnh đã giúp gia đình anh Cấn có thu nhập từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên năm. Bên cạnh việc làm giàu cho bản thân, anh tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng, tạo điều kiện cho 20 gia đình khó khăn cải tạo vườn tạp để trồng cây có giá trị kinh tế cao. Hiện nay anh Cấn là giám đốc hợp tác xã sản xuất dịch vụ và thương mại nông nghiệp Hưng Thái. Anh Hoàng Văn Kiên, thôn AB Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, cũng là một trong những nông dân tuổi Sửu tiêu biểu tại địa phương. Trồng bưởi cảnh đòi hỏi người trồng có kỹ thuật cao và có lòng kiên nhẫn, tính tỉ mỉ gấp nhiều lần so với trồng bưởi truyền thống. Không ngại khó ngại khổ, anh Kiên chủ động học hỏi những người đi trước, sáng tạo tìm ra những thế sáng đẹp, lạ mắt nhằm nâng cao giá trị của cây bưởi cảnh. Tôi có làm niềm đam mê là yêu cây và muốn tạo ra những cái tác phẩm và muốn có những cái cây bưởi đẹp để cho người nông dân chơi Tết. Mỗi một cây nó có một cái giá trị khác nhau. Cây cao nhất ở nhà vườn thì nó khoảng tầm 25 triệu. Đấy, còn cây trung bình thì nó từ 12 đến 15 triệu. Còn những dòng cây con này thì bán lẻ thì nó vào tầm 4-5 triệu. Điểm chung giữa anh Cấn, anh Kiên đều là những triệu phú, tỷ phú nông dân sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu, dám nghĩ, dám làm, tiên phong đi đầu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Họ là những nông dân tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất với nhiều cách làm mới trong thời kỳ hội nhập, làm giàu cho vùng đất quê hương. Do nguồn cung thực phẩm dồi dào nên giá cả những ngày sau Tết Nguyên đán đã ổn định trở lại với đa dạng các mặt hàng phong phú về chủng loại, mẫu mã. Nếu như những năm trước, vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá các loại thực phẩm thường tăng cao. Tuy nhiên, năm nay nhiều mặt hàng giữ giá, thậm chí rẻ hơn trong Tết. Tại chợ Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và chợ Phố Huyến, thành phố Hưng Yên, hoạt động nhộn nhịp nhất là khu vực bán các loại rau củ quả. Do thời tiết nắng ấm, rau xanh phát triển tốt, lượng rau xanh đến ngày thu hoạch tăng cao nên giá thành hạ hơn so với thời điểm trước và trong Tết từ 20 đến 30%. Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản cũng tương đương so với trước Tết, cụ thể như gà ta có giá từ 80 đến 120.000 đồng trên 1 kg, thịt lợn có giá từ 120 đến 160.000 đồng trên 1 kg, thịt bò từ 260 đến 270.000 đồng trên 1 kg, cá chấm, cá chép có giá 60.000 đồng trên 1 kg. Giá cả là nó rẻ hơn ở trong Tết này nhiều. Như cà rốt là 10.000 một cân, thu hào là 2.000 một củ, nơ 5.000 một chiếc. Giá cả thị trường sau Tết thì bao giờ cũng chênh nhau khoảng 15-20.000 một cân. Nhưng mà khi đến ngày hôm nay, ngày mùng 7 thì giá trở lại bình thường. Dễ mua chứ không như hôm Tết. Mặc dù giá cả các mặt hàng đã ổn định trở lại, tuy nhiên sức mua giảm nhiều so với năm trước do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân có tâm lý hạn chế mua sắm, gặp gỡ, giao lưu tại khu vực đông người. Khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế.
báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.